sinh hoạt với lớp, cũng như là thầy hướng dẫn nói về mục tiêu của môn học, cũng như là hướng dẫn về cái cách đánh giá của cái học phần này. Thầy giới thiệu thì thầy là Phạm Thành Xuân, là trưởng liên bộ môn dược lý dược lâm sàng. Cũng như trong học kỳ vừa qua thì mấy em đã học dược lý rồi, chắc biết bộ môn các thầy cô, mấy em cũng học dược lý, học thực tập vân vân. Sau khi chúng ta có những cái kiến thức cơ bản về dược lý thì lên năm nay thì các em sẽ học một cái học phần gọi là dược lý lâm sàng. Mấy em hình dung như thế này, cái môn học này nè mấy em, hồi năm rồi mấy em học dược lý, cũng như là nhà trường cũng như là bộ môn trang bị những kiến thức về thuốc, hay nói khác đây là mấy em học cái đặc tính về thuốc. Thì chúng ta cần nắm những cái đặc tính đó, cho nên khi chúng ta mà kê đơn hoặc là sử dụng thuốc nào đó cho bệnh nhân thì nó phải phù hợp với chẩn đoán, nói chung là nó không có rơi vào chống chỉ định, thậm chí liều lượng, rồi chúng ta sẽ biết được thuốc đó nó sẽ gây những cái độc tính gì. Đó là mấy em nắm vững về cái đặc tính của một thuốc. Thầy thí dụ thầy cầm cái chai salbutamol, cái bình xịt định liều salbutamol, thầy hỏi thuốc này salbutamol là thuộc cái nhóm gì, nhóm dược lý gì, cơ chế tác động nó ra sao, và được chỉ định trong những cái trường hợp bệnh nào, độc tính như thế nào đó. Thì mấy em trang bị những kiến thức dược lý là mấy em phải nắm những cái đặc tính đó. Thì em học dược lý em trả lời salbutamol nó thuộc nhóm mà chủ vận beta 2 adenexid, nó là giãn phế quản. Nếu mà trong cái thuốc giãn phế quản chủ vận beta 2 thì nó có hai nhóm nhỏ, là mấy em gọi là nhóm SABA và LABA đó. SA là chỉ short các em là ngắn á, short actin á, thì nó tác dụng nhanh nhưng mà nó ngắn nên dùng để cắt cơn. Còn LABA là long actin, là tác dụng kéo dài, dùng để dự phòng. Như vậy salbutamol là người ta thường chỉ định trong trường hợp mà cắt những cái cơn hen hoặc là những cái cơn khó thở do COPD, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Độc tính có thể làm rung hồi hộp, đánh trúng ngực, rung tay mấy em ha, rồi có thể là hạ kali máu rồi vân vân. Thì mấy em trang bị những kiến thức dược lý đó, mấy em đi lâm sàng, ví dụ như là các thầy cô ghi những thuốc trên bệnh án, mấy em sẽ biết đặc tính của thuốc như thế nào. Nếu mà quên thì chúng ta lật tập để coi, lật sách để coi. Còn cái học phần mà dược lý lâm sàng thì mấy em hình dung như vậy, chúng ta học không có dư. Mấy em nói ủa sao học dược lý rồi sao phải học dược lý lâm sàng. Dược lý lâm sàng thì trên trường hợp này, thí dụ như mấy em trong một cái ca bệnh, mấy em gặp một bệnh nhân người lớn tuổi ha, có thể là trẻ em hay là phụ nữ mang thai, nói chung là bệnh nó trên bệnh nhân cụ thể đó, có bệnh có thể là nó phức tạp, và bệnh nhân nhập viện dưới là lên cơn hen cấp, mà trên cái nền bệnh nhân này có thể là bị suy tim hay là đái tháo đường đó. Thì câu hỏi của cái môn này để giải quyết á, thì câu hỏi sẽ đặt ra trên bệnh nhân cụ thể này, chúng ta sẽ chọn thuốc gì để điều trị, chứ thầy không hỏi salbutamol nữa. Cho nên trên bệnh nhân cụ thể chúng ta sẽ lựa chọn, cho nên trong cái dược lý lâm sàng là tối ưu hóa trong việc sử dụng thuốc để nhằm mục đích nó an toàn và hợp lý và hiệu quả nữa. Cho nên trong cái môn học này thì nó trang bị những kiến thức mà chúng ta phải suy luận. Đặc biệt là thầy trong cái cuốn sách mà Dược Lâm Sàng 2 tụi thầy mới xuất bản in của nhà sách y học Việt Nam, thì trong cuốn sách này tụi thầy cập nhật nhiều guideline, những hướng dẫn mới, và chúng ta phân tích những cái guideline trong việc sử dụng thuốc. Như vậy chúng ta hình dung cái môn học mà chúng ta chuẩn bị. Rồi về thầy sinh hoạt thì cách đánh giá, do tình hình dịch bệnh cũng như là một số em còn dưới quê, việc đi lại cũng khó khăn, để an toàn trong cái phòng chống dịch thì thầy cũng đưa ra là thống nhất với ở chỗ bộ môn cũng như là lớp, chúng ta sẽ học online. Thì học online thì đó là an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên nó cũng có những cái bất lợi riêng. Ví dụ như thầy muốn tương tác với các em, thầy sẽ quan sát lớp có hiểu bài hay không, rồi mấy em sẽ cần những câu hỏi gì để thầy giải đáp những thắc mắc đó, chúng ta học chuyên sâu hơn trong việc sử dụng thuốc vân vân, nhưng mà chúng ta không có điều kiện. Cho nên lúc mà thầy dạy
thì mấy em có thể là mấy em đánh lên ô chat, thầy có chừa một cái ô riêng để thầy tương tác, hoặc có thể mấy em tạm dừng giơ tay lên mấy em hỏi bài ha. Còn phương án cuối cùng là chúng mấy em có thể gửi thơ, gửi mail trực tiếp hỏi bài thầy, thầy sẽ trả lời. Còn về cách đánh giá thì chúng ta lên lớp thì mấy em có cái điểm chuyên cần, thì chắc là thầy cũng khỏi nhắc lại sau nữa, là chúng ta nếu mà vắng 25% trở lên, trên 25% thì sẽ bị cấm thi. Còn mấy em học mà đầy đủ thì mấy em sẽ được cộng vô một điểm trong cái điểm đánh giá của môn, đó là trọng số một điểm, điểm chuyên cần. Thứ hai là điểm kiểm tra giữa môn hay điểm kiểm tra thường xuyên, thì thầy gom lại luôn là mấy em sẽ có 2 điểm. À, 2 điểm. Còn điểm mà thi cuối môn, mấy em sẽ thi trắc nghiệm trên lớp thì mấy em có trọng số là 7 điểm. Như vậy thầy nói về điểm kiểm tra giữa môn. Kiểm tra giữa môn cái học phần này tụi thầy không có kiểm tra thi trắc nghiệm trên lớp nữa, mà thay vào đó mấy em sẽ lấy cái điểm thực tập, điểm thực hành của môn này. Môn này mấy em có điểm thực hành. Như vậy trong điểm thực hành thì mấy em có 5 bài. 5 bài tại vì mấy em có 5 mấy em thì sẽ có một tín chỉ. Một tín chỉ thì tụi thầy sẽ bố trí học 5 bài. Còn còn cái bài thứ 6 là cho chúng ta sẽ làm bài tập ở nhà rồi ôn thi. Đó bài tập nhóm mấy em phải họp lại. Thì trong cái 5 bài của năm thầy cô dạy mấy em á, thì các thầy cô đánh giá bằng cách là cho mấy em bài tập ở nhà và chia nhóm, ví dụ nhóm 5 em hoặc là có thể là nhóm 10 em, chúng ta thảo luận và làm cái bài tập đó và gửi cho các thầy cô. Các thầy cô sẽ chấm điểm vô cái bài đó và chúng ta sẽ có cái buổi lên lớp để trình bày những cái bài tập đó, giải đáp những thắc mắc. Mấy em sẽ thực tập lên lớp, mấy em có thời gian chuẩn bị ở nhà, thời gian lên lớp. Và tôi thầy chấm lên cái bài thực tập đó là thang điểm 10. Sau đó thì mấy em làm thì tôi thầy cộng 5 cột lại của 5 thầy cô đó, 5 cái bài làm của nhóm và tôi thầy chia cho 5 thì ra cái điểm thực hành. Thì điểm thực hành này tụi thầy lấy điểm giữa môn luôn. Thí dụ như mấy em thầy chấm cho mấy em 10 điểm thì điểm giữa môn mấy em sẽ được 2 điểm. Đó. Tụi thầy lấy cái thang điểm 10 nhưng mà suy ra điểm giữa môn là thang điểm điểm tối đa là điểm 2. Như vậy là khi bài tập mà tụi thầy đưa về thì nhóm phải làm cẩn thận, đừng có làm qua lo. Và cái điểm này nó giúp ích cho mấy em cái trọng số nó tới 2 điểm trong cái tổng số điểm mà cuối môn. Rồi đó là thầy sinh hoạt về cái thực hành đánh giá cũng như là mục tiêu của môn học. Thì bài mở đầu thầy muốn nói về cái bài là các đường đưa thuốc và các dạng thuốc. Mấy em biết thì trong cái bài này mấy em thì nó nằm trong cái cuốn Dược Lâm Sàng 1 ha, trong cái cuốn Dược Lâm Sàng 1. Nếu mà mấy em có 2 cuốn sách trong tay thì mấy em lật cái cuốn Dược Lâm Sàng 1. Thì trong cái cuốn sách thì nó có nhiều bài để mấy em đọc thêm. Chứ chương trình mấy em không có học hết 2 cái cuốn sách đó. Tuy nhiên thì thống nhất với bộ môn của thầy sẽ giảm giá tiền tối đa, nói chung là làm sao mà què vốn thôi, thậm chí lỗ cũng được để cho mấy em có được 2 cuốn sách. Cho nên vừa rồi tụi thầy giảm theo cái giá của nhà xuất bản luôn. Rồi như vậy cái bài này nè, mấy em lật cái cuốn sách Vượt Lên Sàn 1 nó sẽ có ha, bài đầu tiên đó. Tại sao mà phải trang bị những cái kiến thức mà làm sao mấy em phải biết là cái dạng thuốc hay là đường đưa thuốc? Tại vì khi mà mấy em kê đơn lên một cái đơn thuốc hay là trong một cái bệnh án thì mấy em phải hình dung thuốc chúng ta sẽ đưa vào cơ thể cho bệnh nhân cái đường gì là thích hợp nhất. Thí dụ như thầy nói nãy đi, bệnh nhân hen phế quản, nếu mà là trẻ em đi, ví dụ salbutamol thì trên thực tế trên thuốc á thì nó có những cái dạng gì, ví dụ dạng tim tĩnh mạch nó có nè, dạng uống cũng có nè, đó dạng phun khí dung cũng có nè, dạng xịt định liều cũng có. Cái mình trên bệnh nhân cụ thể mình khám thì mình phải đưa ra cái đường sử dụng, cho nên trong cái đơn thuốc em cũng phải ghi với uống hay là tiêm hay là tiêm truyền đó, hay là dán, thì chúng ta phải biết cũng như là cái dạng thuốc dạng gì dùng cho nó phù hợp và cách dùng nó như thế nào, thì cái này là cái bước cơ bản trong việc sử dụng thuốc.
Cho nên trong cái kê đơn thuốc mấy em cũng phải kê đơn cái đường đưa thuốc và cái dạng thuốc nó phải phù hợp ha, nó phải phù hợp, và mấy em phải nắm vững là cái nhà sản xuất, cái nhà mà công ty mà sản xuất á, hoặc là trong cái hướng dẫn á, người ta ghi rất là rõ đường dùng thì mấy em phải tuân thủ. Ví dụ như thuốc này chỉ tiêm bắp thôi, không được tiêm tĩnh mạch, mà mấy em kê là đường tiêm tĩnh mạch thì nguy hiểm rồi đó. Nó nguy hiểm cho bệnh nhân, cho nên tại sao phải đưa cái đường này. Rồi đó là ý nghĩa của cái bài này. Thì thầy nói phần 1 của cái bài này đó là các đường đưa thuốc. Khi mà trong tay bác sĩ có những cái thuốc mà chúng ta mong muốn đưa thuốc này vào cơ thể bệnh nhân, nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta lựa chọn gì cho nó, cái đường gì nó vô cho nó phù hợp. Nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng của mình là gì, là mình muốn cái thuốc ở vào máu ở nồng độ là cao nhất. Nhưng mà cũng tùy vào cái tình trạng bệnh nữa, ví dụ như bệnh nhân đang nôn ói, uống vô là ói, thì lúc đó mình phải đưa đường tiêm chẳng hạn. Rồi đâu, bây giờ thầy nói đầu tiên là cái đường tiêu hóa. Tôi muốn đưa thuốc vào đường tiêu hóa thì tôi có thể bằng những con đường sau. Thứ nhất là tôi cho những cái dạng thuốc kêu là ngậm nha, mình kêu là ngậm. Thì mấy em có ngậm dưới lưỡi, khi mà viên thuốc mà mấy em cho đường ngậm dưới lưỡi thì trong trường hợp ví dụ mấy em nhìn lên cái hình ảnh này đi, bệnh nhân này đi, chúng ta thường chúng ta để cái viên thuốc ở dưới lưỡi nè mấy em, và cho nó tan từ từ, đừng có nhai nha đó, không được nuốt luôn, cho nó nhai từ từ. Mà khi cái dược chất mà nó tan rã ra mấy em đó, cái hoạt chất nó mới thấm vô cái những cái mạch máu nhỏ ở dưới lưỡi, có thể là bên hông má, và nó vào thẳng vào vòng tuần hoàn luôn, nó không phải qua gan. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là những cái thuốc mà khi mình uống đó, nó qua gan, nó chuyển hóa, nó mất đi quá nhiều, cho nên những thuốc đó chúng ta không thể cho bệnh nhân uống được, mà chúng ta cho ngậm. Cho nên cái nhà mà sản xuất á, mấy người dược sĩ người ta bào chế thuốc á, thì người ta đưa viên thuốc này để ngậm á, thì người ta bào chế cái dạng viên viên nén, và nó không được viên, nó không được lớn, nó phải nhỏ, để làm chi, nó tan nhanh, lớn quá nó tan chậm đó. Và thứ hai cái mùi vị nó phải ngọt đó, chế biến như pha quá dược như làm sao à, nó phải ngọt chứ đắng quá sao chúng ta ngậm được. Nhưng mà nó ưu điểm của đường này là trong những cái trường hợp, thứ nhất là mình tránh nó đi qua gan rồi, chạy những một số thuốc ví dụ như cái Junitrin và thuốc trị đau thắt ngực các em đó, nó uống vô là nó qua gan, nó mất đi hơn phân nửa rồi, nó chuyển hóa, nó đào thải ra ngoài, cho nên buộc tôi phải cho ngậm. Tránh đi qua ngã dạ dày, axit dịch vị, thức ăn sẽ làm hư thuốc. Mấy em thấy rõ nhất là những trường hợp mà tăng huyết áp, mấy em cho Adalat, Difedipine đó mấy em ngậm đó. Nhưng mà uống được không? Được, Adalat uống được, nhưng mà ngậm thì nó sẽ hạ áp nhanh hơn đó, nó sẽ hạ áp nhanh hơn, nhưng mà nó có ưu điểm rồi, nhưng mà nó cũng có nhược điểm. Nhược điểm mình sao, mình muốn mua đưa một cái lượng thuốc lớn vào trong máu bệnh nhân mà qua đường ngậm thì khó lắm, tại viên thuốc nó rất là nhỏ, cho nên chúng ta không thể đưa một lượng thuốc lớn vào cơ thể qua đường ngậm được. Thứ hai cái diện tích hấp thu ở ở miệng á mấy em nó cũng không nhiều nha, mà mấy em cũng không giữ lâu. Mấy em thử 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 mấy em ngậm, mấy em thí nghiệm nha, mấy em ngậm cục kẹo đi, mấy em để cục kẹo ngậm, đừng có nhai nha, đừng có nhai nuốt, để cho nó tan từ từ, chắc mấy em đợi mấy tiếng hồ nó mới tan hết quá. Nhưng mà khi mà nó tan ra thì nó hòa lẫn vô nước bọt, hoạt chất nó hòa lẫn vô nước bọt, như vậy cái ngụm nước bọt này, một là mấy em nuốt luôn, hai là mấy em sao phun ra. Nếu mà nuốt thì thôi tôi uống từ đầu được rồi, tại sao tôi phải ngậm rồi nó hòa lẫn như nước bọt, cái tôi uống nước bọt. Cho nên cái nhược điểm của nó là không thể ngậm lâu được. Cho nên trên thực tế mấy em hầu hết những cái thuốc mà ngậm thì dạng viên thuốc nó rất là nhỏ, mấy em thấy viên Adalat cũng rất là nhỏ, hoặc là cái viên mà kháng viêm dạng men á, alpha chymotrypsin, biết cái này không, nó có biệt dược là alpha choy á, alpha choy. Như vậy khi mình ngậm cái viên thuốc này nó nhỏ, nó tròn và nó nhỏ hơn hột dưa đó mấy em, nhỏ nhỏ nhưng mà nó tan nhanh. Nhưng mà ngậm alpha chymotrypsin nó ngọt. Thường thường cái này là nó dùng để chống sưng phù nề, nhất là sau phẫu thuật nha, chứ kháng viêm nó cũng không có được mạnh lắm. Đó là đường đường ngậm đó, mấy em hình dung khi mà mấy em kê đơn phải lưu ý những cái điểm này. Bây giờ thầy nói về đường uống.
Đường uống rất thông dụng em, gần 80% là các bác sĩ chúng ta sử dụng thuốc cho bệnh nhân là thông qua đường uống. Tại sao? Đường uống nó an toàn, nó tinh tế ha, nó thuận tiện ha, bệnh nhân có thể tự dùng 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 tự uống được. Nếu bệnh nhân mà không có vấn đề gì thì hôn mê là liệt rồi đó. Đó. Và cái hấp thu á qua niêm mạc dạ dày thì nó không có nhiều, cho nên những cái thuốc mà tác dụng toàn thân á, thì mình mong muốn nó phải xuống ruột non, thì hấp thu nơi ruột non mới là chính. Cho nên cái đường uống này mặc dù mình biết là nó an toàn, tiện lợi và kinh tế, nhưng mà nó cũng có nhược điểm của nó. Ví dụ mấy em cho bệnh nhân uống thì viên thuốc xuống dạ dày, cho nên có những thuốc nó gây kích ứng dạ dày, mấy em khó chịu lắm, nhất là nhóm kháng viêm NSAID đó mấy em, nó gây cồn cào, nhiều khi nó có thể gây loét dạ dày đó. Thứ hai là nó đường uống này thì nó có trước khi vào dòng mà dòng máu á, trước khi vào dòng tuần hoàn chung thì nó phải qua gan, mà qua gan thì chuyển hóa thì mất đi lượng thuốc, cho nên đường uống nó cũng 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 không thể còn nguyên vẹn khi nó vào máu. Nhưng mà mấy em thấy hồi nãy thầy nói khi mình uống đối với những thuốc tác dụng mà nó vào máu thì tác dụng toàn thân, ví dụ thuốc giảm đau nè, thuốc kháng sinh nè, thuốc trị tăng huyết áp, thuốc trị đái tháo đường nhân dân, thì mình cho bệnh nhân được uống á, thì tốt nhất á, là khi bệnh nhân không được nào uống xong rồi không được nằm ngay, mà nên 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 ngồi hoặc là đi bộ 5-10 phút gì đó để cho thuốc xuống ruột non nó nhanh, chứ nó nằm ở dạ dày thì rất là lâu, ngoại trừ thuốc tác dụng tại chỗ thôi. Ví dụ như tác dụng tại dạ dày có thuốc gì mấy em? Antacid phải không? Ví dụ viên ma lóc, cái gói chữ B đó mấy em, phosphorazen, thì mình mong muốn nó ở dạ dày lâu để nó trung hòa axit ở dạ dày, nó xuống ruột non là coi như là thuốc chấm dứt tác động. Còn ngược lại những thuốc mà tác dụng toàn thân thì mong muốn xuống ruột non nhanh, ví dụ như thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường. Cho nên bởi vì sao nó hấp thu ở ruột non nó tốt hơn dạ dày mấy em? Thứ nhất là cái nó dài ha, và cái kích thước của ruột nó dài. Thứ hai, trên cái niêm mạc ruột á, nó có những cái nhung mao, và trên nhung mao nó có vi nhung mao, cho nên diện tích nó tăng gấp 20 lần, nó gần 200 mét vuông luôn á. Nếu mà mấy em hình dung như vậy nha, cái bàn chải đánh răng mấy em cộng cái diện tích bàn chải đánh răng á, thì diện tích nó có không có bao nhiêu đó mấy em, nhưng mà mấy em cộng cái diện tích của từng cộng cái lông bàn chải đánh răng, và trên cái lông bàn chải đánh răng nó có vi nhung mao cái nữa, là có những cái lông nhỏ 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 nữa, mấy em cộng hết diện tích của mấy cái nhung mao này, diện tích nó tăng gấp bội lần. Cho nên hấp thu qua, nếu mà để thuốc nó xuống ruột non thì nó hấp thu vào máu sẽ được nhanh hơn là mấy em để dạ dày. Còn nếu mà chúng ta qua niêm mạc ruột già thì mấy em gọi là đại tràng đó. Nhưng mà ở đại tràng thì chúng ta cái đường đường hấp thu mình đường đưa thuốc cũng phải đi qua ngã này, có nghĩa là chúng ta đặt trực tràng. Mấy em gọi rõ hơn là thuốc đặt hậu môn. Nhưng mà khi mà mấy em đặt viên thuốc qua trực tràng này nè, đây thì ở thân nhiệt của người bình thường mình là 37 độ, nhưng mà chỉ cần 35 độ thôi, từ 35 độ trở lên thôi là nó rã, cái viên thuốc nó rã ra liền, viên thuốc nó tan ra và nó mới hấp thu qua cái tĩnh mạch trực tràng dưới và trực tràng giữa nè đó, nó theo tĩnh mạch chủ nó vào máu luôn. Còn nếu mà mấy em đẩy viên thuốc sâu vô trực tràng, mấy em sợ nó rớt ra, cái mấy em lấy ngón tay mấy em đẩy mạnh vô thì nó sẽ hấp thu qua tĩnh mạch trực tràng trên, nhà nó theo tĩnh mạch cửa thì nó qua gan, nó chuyển hóa mất đi lượng thuốc. Cho nên ở đây thì nói cái ưu điểm là nó tránh đi một phần là vậy đó, nè, nó tránh đi một phần tác động qua gan đó. Chứ nó không phải là nó tránh hết. Cái ưu điểm của pháp của cái dùng thuốc đặc này nữa là trong những trường hợp bệnh nhân bị hôn mê, bệnh nhân bị nôn ói đó, hoặc là trẻ em nó không thể uống thuốc được, nó chê đắng, thì chúng ta có thể dùng đường đặt trực tràng đó khi kê đơn. Nói về đường hô hấp thì cái đường hô hấp đó em, thì chúng ta có thể là dùng qua đường mũi họng, qua niêm mạc khí quản. Bây giờ thầy muốn nói về cái đường xông hít. Nếu mà mấy em sử dụng cho bệnh nhân đường xông hít này nè, trong những bệnh lý mà thường sử dụng nhất đó là hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, là hai bệnh này là thường dùng thuốc giãn phế quản hoặc là kháng viêm tại chỗ
kháng viêm corticoid tại chỗ. Nhưng mà mình sử dụng kháng viêm đi, corticoid đi, hay là sử dụng cái thuốc giãn phế quản đi, thì mình mong muốn thuốc nó phải tác động trực tiếp vào cái đường hô hấp tới khí phế quản luôn, và nó tác dụng ngay ở vị trí đó. Cho nên cái lượng thuốc vào máu không còn là bao nhiêu, cho nên nó tránh đi rất nhiều cái tác dụng phụ toàn thân. Ngoài cái hiệu quả điều trị thuốc bằng dùng đường sông hết đó, nó còn phụ thuộc vào chất lượng thuốc cũng như là cái khả năng mà bệnh nhân sử dụng, gọi là hết dạng mà bệnh nhân sử dụng bệnh sử dụng đều phải đúng kỹ thuật nó mới phát huy. Nhưng mà hỏi cái đường mà sông hết tác dụng tại chỗ á, nó có bị tác dụng phụ toàn thân không em? Có luôn nha. Ví dụ mấy em dùng corticoid dạng xịt đi, dùng kéo dài, thì bệnh nhân có thể bị tác dụng phụ toàn thân, ví dụ như hội chứng Cushing đó, phù giữ nước. Mấy em hình dung nghe nha, nếu mà thầy xịt đây, xịt định liều hoặc là khí dung, thuốc nó mới vô khí quản vào phổi, nhưng mà lúc mấy em xịt vô họng á, mà mình vô tình nó xuống cổ họng đây, xịt vô mà nó thay vì mình mong muốn nó vào phổi nhưng mà nó xuống họng, sẽ có nghĩa là nó xuống dạ dày, cái nó xuống ruột non, cái nó hấp thu vào máu đó, thì trước khi nó vào vòng tuần hoàn thì nó cũng chuyển hóa, nó đào thải đó. Thì chúng ta cũng bị tác dụng phụ toàn thân là vậy. Thứ hai, nhưng mà cái số mà chúng ta nuốt, chúng ta xịt mà chúng ta nuốt vậy vậy cái số nó nhiều lắm em, có thể 40 đến 90% luôn á. Còn cái số còn lại là 10 đến 60% á, nó vào phổi á, thì nó tác dụng tại chỗ, và ví dụ kháng viêm corticoid nó chống sưng phù nề tại phổi hả, có thể là nó tác dụng giãn phế quản tại phổi đó, giãn phế quản luôn. Nhưng mà ở phổi có hấp thu không? Có, nó cũng vào máu nha, nó cũng gây ra tác dụng một phần nào tác dụng phụ toàn thân đó. Mấy em hình dung cái đường sông hít. Bây giờ chúng ta nói cái đường qua da, đường đường qua da với em, thì chúng ta lưu ý những điểm sau đây. Thì thứ nhất á, thì mình coi cái cấu tạo da. Mấy em coi cái cấu tạo da á, thì nó có cái lớp keratin đó, lớp biểu bì nè, lớp bì hạ bì. Mà những cái thuốc mà mấy em mong muốn nó tác dụng tại chỗ á, mình mong muốn nó tác dụng tại chỗ, mấy em hình dung không? Cho nên nhưng mà muốn tác dụng tại chỗ nó phải hấp thu tốt đó, nó phải hấp thu sâu vô cái, chứ không phải hấp thu vào máu đâu, nhưng mà nó phải thấm sâu vô. Cho nên những người mà dùng thuốc dán này nè, thì nó có hai tác dụng, mình mong muốn tác dụng tại chỗ, nhưng mà có những thuốc dán nó hấp thu qua lớp keratin luôn, nó vào máu luôn, thì nó sẽ có tác dụng toàn thân. Ví dụ như tôi đau nhức, tôi bị bong gân, tôi dùng Voltaren sức đi, Ibuprofen sức đi, nếu mà các anh xét đó em, cái tôi cho nó hấp thu vô tại chỗ, sâu vô trong một chút thì nó giảm đau. Nhưng mà có những em bé nó bị sốt, có những em bé nó bị nôn, thì mình có thể dùng đường rem, mình thoa lên bên ngoài nha, là nó cũng hấp thu được phần. Ví dụ như thuốc giảm đau fentanyl đi, thuốc giảm đau gây nghiện đó em, các mấy em biết cái này phải không? Fentanyl là nó dạng sức giống như morphine vậy đó, nhưng mà nó tổng hợp và tác dụng nó gấp 80 đến 100 lần morphine lận, nhưng mà thời gian bán quỷ nó ngắn lắm em, uống phải nhiều lần, chích cũng phải nhiều lần, cho nên người ta dán, người ta bào chế dạng dán, thì cái fentanyl nó cũng vào máu được và nó kéo dài rồi 24 tiếng luôn á em nha. Nhưng mà cũng có tác dụng tại chỗ như nãy thầy nói anh xét á, và thí dụ như nitroglycerin nè mấy em, dạng thuốc dán á, cái này dùng để nó cũng vào máu được, nó dự phòng trong trường hợp mà cơn đau thất ngực. Hoặc là scopolamine, scopolamine là từ dạng thuốc dán, mà thường mấy em tới nhà thuốc mấy em nói bán cho tôi một cái thuốc dán mà chống sai tàu xe, thì người ta bán cho mấy em scopolamine. Và về cái cách dùng, người ta kêu mấy em dán sau sau gáy, sau ót á, khoảng 20 phút, 30 phút trước khi xe khởi hành, thì nó sẽ hấp thu vào máu và nó sẽ phòng nông ói. Hay là estrogen là nó là estrogen, là hormone sinh dục nữ em, thường sử dụng cho những cái phụ nữ tiền mãn kinh, mà thai em mình đưa thuốc vào cơ thể bằng cách đường dán, nó cũng kéo dài được 24 tiếng. Chúng ta nói về đường tiêm.
ở cái đường tiêm á mấy em, thì mấy em có loại tiêm trong da nè, tiêm dưới da nè, tiêm tĩnh mạch đó, và tiêm bắp. Nhưng mà về sử dụng thuốc, mấy em đọc kỹ cái tờ hướng dẫn sử dụng ha. Thường cái ưu điểm của đường tiêm á, khi mà mấy em cho á, thứ nhất là nó hấp thu trực tiếp. Nếu mà mấy em cho đường tĩnh mạch thì nó không phải hấp thu nữa mà vào thẳng vào vòng tuần hoàn luôn. Nhưng mà ưu điểm của này là trong những trường hợp bệnh nhân mà bị nôn ói, bệnh nhân bị hôn mê, người ta không thể uống được, hoặc là những thuốc nó không có đường uống. Thí dụ thuốc gì mấy em? Ceftazidime, kháng sinh mà nhóm cephalosporin thứ ba, nó kháng sinh mà phổ rộng quý á. Cái gì nữa mấy em? Gentamicin, cái nhóm kháng sinh aminoglycosid, nó không có đường uống, chỉ có đường tiêm. Cho nên đường tiêm chích nó có những cái ưu điểm riêng, nhưng mà nó cũng có nhược điểm chứ. Thứ nhất là cái tính an toàn, nó dễ gây sốc phản vệ hơn những thuốc đường uống, điều kiện vô trùng và bệnh nhân không thể tự tiêm được, phải có người khác, mà cái người đó phải có chuyên môn. Tại vì mấy em lưu ý cái đường tiêm có khả năng lây nhiễm ha, nó lây nhiễm thí dụ như HIV này, viêm gan B, viêm gan C. Bây giờ nói về đường tiêm trong trong da thì tôi thấy ở bệnh viện, một là mấy em chích ngừa BCD cho bé, hoặc là mấy em có chỉ định mà tiêm trong trong da trường hợp mà thử test coi cái kháng sinh nó có gây dị ứng hay không. Còn đường tiêm dưới da thì cái kỹ thuật tiêm thầy không nói nữa ha. Mình cho cái mũi kim nó với mặt da nó có khoảng cách nghiêng là 45 độ đó. Nhưng mà đường tiêm dưới da, những cái thuốc mà mấy em chỉ định đó, thường thường những thuốc chỉ định tiêm dưới da nó đau nhất. Tại vì cái dây thần kinh cảm giác nó nằm nông ở trên đó mấy em. Cho nên cái mũi kim thuốc chúng ta dễ tiếp xúc với cái đường dây thần kinh này, cho nên thường làm cho bệnh nhân rát. Nhưng mà tiêm dưới da mấy em không thể tiêm một cái lượng lớn được ha. Không thể tiêm một lượng lớn. Và khi mà ví dụ bệnh nhân bị đái tháo đường tiếp 1 đi, phụ thuộc insulin á, mà mấy em phải cho người ta chích insulin suốt đời đó, thì cũng là tiêm tiêm dưới da, nhưng mà phải thay đổi cái vị trí tiêm nha, chứ không thể nên tiêm một chỗ. Nói về đường tiêm bắp thì nó thông dụng hơn mấy em, nhưng mà những cái thuốc ví dụ như dạng hỗn dịch nè, thuốc dầu rồi đó, tiêm bắp phải tiêm bắp sâu, và mũi kim nó tiếp xúc với mặt da phải 90 độ. Thường mấy em hay tiêm vào cơ delta nha. Đó. Còn đường tiêm tĩnh mạch, đường tiêm tĩnh mạch thì mấy em biết rồi đó, lúc mà kim nó qua da thì đau thiệt, nhưng mà kim nó vô mạch máu rồi thì chúng ta không không có bị đau nữa, và không được tiêm cái những cái dung dịch thuốc có dạng dầu coi chừng nó tắc mạch. Mà nếu mà chúng ta mà đảm bảo thuốc vào tĩnh mạch rồi thì 100% thuốc vào vòng tuần hoàn luôn, chứ không phải là nó qua gan nữa. Thường thì tiêm tĩnh mạch thì mấy em có thể tiêm truyền tĩnh mạch một cái lượng thuốc lớn, nhưng mà nó nhược điểm là tiêm tĩnh mạch, thứ nhất là nó dễ lây lan trong cái truyền bệnh, truyền nhiễm dịch bệnh qua máu á. Thứ hai là đường hô hấp đó. Thì chúng ta lưu ý một số điểm. Ngoài ra thì chúng ta có đường gây tê tủy sống á mấy em, tim ngoài màng cứng nha. Như vậy mấy em nhìn lên cái hình này để coi thử hấp thu thuốc theo thời gian thì cái đường nào ưu điểm nhất. Thứ nhất là mấy em thấy đường tiêm tĩnh mạch, đây cái đường tiêm tĩnh mạch là màu đỏ này nè mấy em đó. Khi mình tiêm vô thì ngay lập tức một cái nồng độ thuốc vào máu ở một cái lượng lớn, nó đạt nồng độ đỉnh liền, nhưng mà nó đào thải nhanh hơn những thuốc, cho nên nó thường thường chúng ta hay tiêm nhắc lại, nhưng mà nó là không có chuyển hóa, không có hấp thu. Nhưng mà nếu mà mấy em đường tiêm bắp là màu xanh lá cây nè, thì cái nồng độ thuốc nó trước khi nó vào máu nó cũng cũng ảnh hưởng một phần, cho nên cái nồng độ đỉnh nó sẽ cao nha, nhưng mà nó thải có thể là chậm hơn đường tiêm tĩnh mạch, nhưng mà nhanh hơn những đường tiêm khác. Còn màu xanh đây chúng ta thấy đây là đường tiêm 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 bắp, đây tiêm bắp này, tiêm dưới da. Tiêm dưới da thì nó có sự hao hụt do hấp thu, cho nên nồng độ đỉnh nó không bằng đường tiêm bắp, nhưng mà nó lại ưu điểm là nó kéo dài thời gian hơn. Còn đường uống là tệ nhất, đường uống là nó hấp thu vào máu là do nó chuyển hóa qua gan, mất đi lượng thuốc đó. Đường tiêm đường nhưng mà nó đào thải chậm em,
cho nên đường uống thì chúng ta uống khoảng cách nó xa hơn được tiêm. Bây giờ chúng ta qua phần 2 là hướng dẫn sử dụng một số dạng thuốc. Cái đường tiêm á mấy em thì bên y chúng ta thì dễ tiếp cận hơn, tại vì mấy em có học về cái kỹ năng rồi. Quan trọng là mình phải coi thuốc, mình cho y lệnh hoặc là ghi vô bệnh án cho nó phải phù hợp. Mấy em phải đọc kỹ cái đường tiêm. Còn về dạng thuốc thì mấy em cho một cái dạng thuốc nào đó, mấy em phải hình dung cái hình dạng nó như thế nào, dùng sao nha. Cho nên tại sao chúng ta có cái phần này. Về phân loại thuốc mà phân loại theo thể chất thì thực tế ở bên y chúng ta không có phân loại theo cách này. Mà bên dược nó phân loại thể gắn, thể mềm, thể lỏng, nhưng mà bên y khoa, bên dược lý, bên dược lâm sàng thì hầu hết là thầy phân loại theo đường dùng. Nhưng mà thực tế trên lâm sàng vậy, mấy em kê thuốc vô cái đơn thuốc mấy em cũng ghi đường dùng hết mấy em. Thì đơn giản thôi, mấy em ghi là paracetamol 500 mg, cái phía sau mấy em ghi là 30 viên, cái mấy em ghi cách dùng là sáng uống viên, chiều uống viên hả. Mấy em ghi vậy thì mấy em ghi cái đường dùng là đường uống, ghi rất là rõ luôn ha. Tại vì bơ ra trên thị trường nó cũng có dạng sủa ở dạng đặc vậy, cũng có dạng tinh truyền vậy hả. Còn đường dùng có thể là muốn dạng rắn nè, dạng lỏng nè, đó, dân dân này thì nó đầy đủ hết, nhưng mà thầy sẽ phân loại theo đường dùng để mấy em dễ tiếp cận và cái đơn nó không có sai 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 lệch so với đường sử dụng. Đầu tiên là thầy nói về đường uống, thuốc đường uống. Thuốc đường uống có thể là dạng rắn, dạng lỏng. Đầu tiên thầy nói là dạng lỏng. Nếu mà mấy em kê thuốc mà dạng lỏng đó mấy em thì đối tượng là người cao tuổi với trẻ em, người ta thích lắm. Dễ tuân thủ luôn. Tại vì người lớn nó làm như là cái thực quản nó nhỏ lại hay sao mấy em. Hồi xưa thì nuốt ào ào chứ mà đưa viên thuốc bây giờ là không bao giờ nuốt được. Mấy em phải nghiền ra. Trẻ em cũng vậy, nó đâu có chịu uống dạng viên đâu. Chúng ta phải uống dạng lỏng. Đầu tiên là thầy nói về dạng dung dịch. Dung dịch là cái dược chất nó tan hết trơn luôn, dung dung môi rồi dạng dung dịch. Nhưng mà trên thực tế ở lâm sàng á thì các bác sĩ mình cũng ít xài này mấy em. Thứ nhất là cái cung ứng thuốc cái dạng này nó không ít lắm, tại vì bảo quản nó khó lắm em. Em bảo quản rất là khó, nó sẽ nó không thể duy trì được lâu. Thường thường cái dạng dung dịch là bên dược nó có cái phòng pha chế là dùng ngay, không để quá qua đêm. Nhưng mà cái dạng siro thì cái dạng siro thì nếu mà mấy em thường gặp nhất là dạng thuốc ho, thuốc bổ, hai dạng này thì người ta đóng cái dạng siro. Trong bào chế dạng siro thì nó ngọt phải không, cho nên trẻ em nó thích uống thuốc ho mà dạng siro. Tại sao nó ngọt mấy em? Thì trong bào chế người ta bỏ gần 64% là đường, 64% là đường. Cho nên mấy em kê thuốc mà dạng siro này cho những bệnh nhân mà có bệnh lý đái tháo đường đang đái tháo đường tiếp 2, ví dụ metformin đó, thì nó sẽ giảm tác dụng những thuốc đái tháo đường, tại vì nó làm tăng đường huyết, cho nên để lưu ý. Dạng siro thì mình pha thể tích cũng cũng phải 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 có phải có dụng cụ. Thường hồi năm năm 90 91 mà lúc mà thầy học về thuốc á ở trường á, thì thầy học những cái hướng dẫn điều trị của các thầy dạy á, thì hay ghi là uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 muỗng cà phê đó. Mấy em gặp những cái đơn thuốc hồi xưa hoặc là mấy em vô tình mấy em đọc lại những cái điều trị hay gì đi đi nội khoa mà mấy em đọc những cái phần điều trị người ta vẫn còn ghi đó. Nhưng mà mình hiểu thời thời mình hiểu vậy nè, muỗng cà phê là 5 ml đó này, nhưng mà mấy em phải đông đầy rồi nha, các em phải đông đầy vậy nè mới đủ 5 ml. Nhưng mà có khi là hãng này hãng nọ nó không có thống nhất thể tích cho nên nó không có chính xác. Cho nên cái nhà bào chế mấy em thì người ta hay để cái ly ly mũ nè, có vạch nè, trên cái nắp chai bán cho mình luôn kèm theo không. Nhưng mà cái chai nó có vạch thì thường nó đây hay ghi vạch chẵn thôi mà mấy em, 5 ml, 5 ml, rồi 10 ml, có khi là nó chia nhỏ hơn chút xíu là 7,5 ml, chứ nó không có chia nhỏ hơn nữa. Do đó mấy em mà đông bằng cái ly có vạch thì đối với thuốc siro thì nó ổn, nhưng mà đó kháng sinh nó có vấn đề, kháng sinh nó sẽ bị sai lệch cái hàm lượng, phải lưu ý.
trong cái bài này có cái một cái câu hỏi trắc nghiệm em lưu ý nữa em thi á. Thì trong quá trình lên lớp có những cái mà cần phải nhớ, những cái mốc mà phải nhớ thường để cho mấy em nhớ, thì thường thường hay thầy đặt ra một câu hỏi trắc nghiệm và mấy em học, thì lúc mấy em hành nghề đó mấy em nhớ dễ nhớ hơn, cho nên thường nó tương ứng với một cái câu trắc nghiệm thi. Thì trong cái phần này thầy hay hỏi như này, lựa chọn cái dạng thuốc nào sau đây tránh dùng cho những bệnh nhân mà bệnh đái tháo đường chẳng hạn, thì mấy em nhớ dạng siro. Thứ hai, một cái đặc điểm mà mấy em cần nhớ thầy đưa vô cái câu dẫn cái hỏi thi á, là mình phải pha loãng với nước đó trước khi uống để tăng tốc độ hấp thu. Tại vì cái dạng siro mấy em 64% đường, nhưng mà khi rót ra nó có độ nhờn, nó sánh nhờn cho nên hấp thu chậm lắm. Cho nên mấy em đông 50 lít rồi mấy em cho vô cái ly, cái mấy em cho nước đun sôi để nguội mà để sạch, cái mấy em chán cái ly này luôn, rồi nước ở trong cái ly, siro trong cái ly nó sẽ bị pha loãng ra, mấy em uống thì nó sẽ hấp thu vào máu nhanh hơn. Cho nên hai cái đặc điểm để đánh câu trắc nghiệm của dạng siro á, thứ nhất là không dùng cho bệnh nhân đái tháo đường, thứ hai là cần phải pha loãng với nước để tăng tốc độ hấp thu. Ví dụ tôi nói phát biểu này sau đây của siro là nó hợp lý á, thì thí dụ thì nói A là không nên dùng cho bệnh nhân đái tháo đường, B là pha loãng với nước tăng tốc độ hấp thu, C là thí dụ thì nói lắp chất thì dùng vậy đó. Và cái câu cuối cùng chắc mấy em hiểu rồi, A và B đúng. Mấy em đánh một thứ chứ không đủ đâu. Đó là dạng siro. Còn dạng hỗn dịch, hỗn dịch mà mấy em kê đơn những cái dạng thuốc này nè, mấy em lưu ý những cái điểm mà cần phải 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 nhớ mà thầy chút thầy sẽ nói phần câu hỏi trắc nghiệm. Bây giờ đầu tiên là chúng ta phải hiểu cái dạng hỗn dịch là cái gì. Cái siro thì ai biết cũng biết, là còn dung dịch cũng biết phải không, dung dịch là cái chất tan, nó tan hoàn toàn trong chất lỏng rồi, trong dung môi là dung dịch. Còn hỗn dịch là cái chất rắn, là dược chất các em, cái chất mà làm thuốc á, dược chất á, nó không tan trong chất lỏng là dung môi á, là gọi là hỗn dịch. Cứ nhớ vậy đi, là một chất rắn không tan trong một cái chất lỏng khác gọi là hỗn dịch, mà chất lỏng khác có thể là nước hay là dung dịch dược chất thơm rồi đó. Nhưng mà cái dược chất rắn mà không tan thì trong cái bào chế á, thì nó phải được nghiền mịn cái hạt rất là nhỏ, và các giữa các hạt nó phải đồng phân, có nghĩa là cái kích thước phân tử của nó phải 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 bằng nhau. Cho nên khi mà cho vào cái dung môi á, nó không hòa tan được nhưng mà nó trôi lơ lửng trong dung môi. Đó, cái dạng hỗn dịch mình hình dung rồi ha. Nhưng mà cái nhược điểm của cái dạng này là mấy em để qua đêm cái nó lắng xuống em, nó bị tách lớp. Nó bị tách lớp. Cho nên khi mà mình cho thuốc này cho bệnh nhân uống á, dạng thuốc này á, thứ nhất á, là phải lắc trước khi dùng. Chứ không phải chứ không phải uống xong rồi lắc nha, lắc trước khi dùng. Nếu không lắc thì một là mình uống dung môi nhiều, hai là mình uống dược chất nhiều, cho nên buộc phải lắc trước khi dùng. Còn dạng dạng hỗn dịch ngày nay với mấy em, hỗn dịch nè, ngày nay thì hầu hết là kháng sinh người ta bào chế ở dạng này. Nếu mà thầy nói hồi xưa nha, đứa nhỏ này nó bị viêm phế quản này, cái bác sĩ nhi mới cho là uống osmantin 625, hàm lượng là 625. Nhưng mà mấy em hiểu cái hàm lượng mà osmantin 625 là vậy nè, là 500 amoxicillin này cộng với 125 mg axit clavulanic. Mà axit clavulanic nó không phải là kháng sinh mà nó bảo vệ cái dòng beta lactam để cái con vi khuẩn, ví dụ con tụ cầu nó tiết ra cái men beta lactamase. Cho nên cái axit clavulanic ta không có kể vô. Như vậy cái viên mà osmantin 625 thật ra là mình có 500 thôi, nhưng mà bác sĩ cho em mà bác sĩ mới ghi là uống ngày 2 lần, mỗi lần là nửa viên, nửa viên là 250. Rồi tôi mua cái viên thuốc về cái tôi phải chia làm đôi. Mà bây giờ có cái hộp thuốc chia rồi, nó đều rồi, chứ hồi xưa làm gì có cái hộp thuốc đó. Cho nên lấy cái dao bào sạch nè, cái đứng canh nè đó, phải có cái thước, tôi cũng đo rồi. Nhưng mà khi mà mấy em cắt đôi ra thì không bao giờ nó đúng đi, nó mẻ bên này, nó dư bên kia cho nên là nó liều lượng nó không có chính xác. Thứ hai mà có nhiều trường hợp tình huống mà tôi không biết giải quyết làm sao, là nó văng nửa viên thuốc xuống sàn, nửa viên thuốc còn lại không lẽ mình bỏ, cái khòm lượm viên thuốc lên rồi không lẽ bỏ nữa, cái chùi 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 cho nó sạch rồi nghiền.
Đó. Nó bất tiện nhiều cái lắm. Nhưng mà viên thuốc như vậy mình nhân sao uống được, nít mình sao uống được, cái bắt đầu bỏ vô tờ giấy, cái lấy cái ly hoặc là cái chai cái sành này này lăn cho nó nhuyễn ra rồi mới cho nó uống. Mấy em thấy bất tiện không? Một bất tiện cái nữa là gì? Viên thuốc mà mấy em nghiền ra, người ta để dạng nguyên viên nuốt nó không có đắng, mà nghiền ra là nó đắng. Nó đắng thì hư thuốc. Đó, rồi mình nghiền ra mà, mình nghiền ra nó bể đi cái cấu trúc thuốc, thay vì những cái thuốc bao phim giảm phóng thích chậm nó bể ra thì nó hư thuốc. Cho nên là cái dạng viên nó bất tiện, nhưng ngày nay người ta kháng sinh cho em bé người ta dùng dạng hỗn dịch hết. Có khi là dạng bột rồi pha vô nước nó không tan thì lúc đó dạng hỗn dịch. Ví dụ như mấy em nhìn lên cái hình này, cái chai Ospantin nè mấy em, nhưng mà nó dạng hỗn dịch. Chai Cephalclor nè, dạng hỗn dịch. Nhưng mà Cephalclor thứ nhất là người ta bán cho mấy em là dạng bột nha. Cái phía sau chai này nó có cái vạch 50. Cái mấy em mới đông cái nước đun sôi để nguội nha. Mấy em sẽ đông nước nóng hư thuốc à. Đúng cái vạch 50, cái mấy em đậy nắp lại, cái mấy em lật cái đít chai lên trên, lật ngược lên để cho bột nó nằm phía trên. Rồi bột ở trên cái mấy em lắc 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 lắc, cái bột nó mới phân tán từ 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 vô nước thì nó trở thành dạng hỗn dịch. Chứ mấy em mà đổ nước vô cái mấy em lắc tự nhiên thì cái bột phía dưới đáy nó dính lên cái thành, nó dính lên cái đáy chai mà mấy em lắc khó ra lắm ha. Mà về đông thể tích thì hồi nãy thầy nói cái dạng siro thì mấy em đông vô cái ly có vạch thì dễ, nhưng mà kháng sinh mấy em coi chừng nó hao hụt. Tại vì có những trường hợp mà người ta cho lẻ, ví dụ như là cái vạch nó chỉ có 5 với 10, bây giờ người ta cho có 3,3,5 chẳng hạn, thì cái ly cái vạch nó không có đủ, nó không có những cái vạch này, cho nên người ta cho trẻ uống thuốc bằng bơm tim. Đây mấy em nhìn cái dụng cụ bơm tim. Lần đầu tiên thầy chứng kiến em bé mà nó ngậm cái ống bơm tim nó uống kháng sinh đó mấy em, đó là 2009. Lúc đó tụi thầy học ở bên Hà Lan á, thầy có vô thầy mấy thầy có dẫn vô cái bệnh viện Amsterdam Nhi. Tôi thấy em bé nó cầm cái người mẹ cầm cái ống bơm tim mà có kháng sinh nè cho nó ngậm. Mới đầu tôi trong đầu tôi không dám hỏi, cũng ngại ngại ngại, tại đó giờ mình đâu thấy, tôi tưởng chích cái gì vô họng chứ. Dĩ nhiên là trong đây không có cây kim mà nha. Đó. Mà nó uống giống như nó uống sữa vậy đó mấy em, uống kháng sinh mà nó vậy đó. Và cái dạ hỗn dịch này nè, bây giờ người ta bào chế mấy em cái ống bơm mà để đông á, thì ở trên đầu nó giống như cái núm vú vậy đó, em bé nó ngậm thoải mái lắm, và bơm thuốc từ từ dụ nó mà đó. Nó uống rất là ngọt. Tôi nhớ hồi nhỏ mấy đứa nhỏ nó uống chai Cephalclor nè, hồi chưa kháng sinh đó ha, mình nghiền ra cho nó uống đó, nó đắng ha, cho nó ói, nó ói thì mình phải nghiền cái viên khác cho nó uống lại. Nhưng mà lần sau nó có kinh nghiệm rồi, cái nó bệnh miệng lại, nó không chịu uống. Tôi thấy một số người mẹ mà cho uống thuốc cái bệnh bóp lỗ mũi nó, thì bóp lỗ mũi nó nghẹt thở thì nó thở miệng, cái nó hả họng ra cái cho nó uống vậy đó, dùng mọi cái cách để sao cho nó uống. Còn bây giờ không có đâu, mình cho nó uống ha, nó khen uống thuốc gì mà ngon đó. Tại vì cái nhà mà bào chế mấy em, người ta bào chế người ta cho cái mùi dâu nè, ngọt thơm nè đó. Chứ bây giờ mà uống thuốc mà ai nói thuốc đắng quá à, mà bác sĩ mình nói một câu này nè, cố gắng đi, thuốc đắng giả tật. Nếu mà bây giờ mà bác sĩ nào mà nói cái câu đó là không có bắt kịp cái thời đại của ngành dược. Người ta lấy cái năng điều trị uống thuốc cũng phải có chất lượng cuộc sống. Cho nên hồi đó mà nó nha, mấy đứa nhỏ mà nó uống cái chai Cephalclor lo đó nha, là cái chai này là 50 ml, mấy em đông nước vô 50, uống ngày 2 lần, mỗi lần 5 ml. Như vậy cái chai này uống được 5 ngày. Rồi nếu mà uống 10 ngày thì phải mua thêm chai nữa. Nhưng mà khi mà nó uống xong á, tôi để vô ngăn mát á, là tôi phải giấu. Tôi ngụy trang sao đó tôi giấu phớt đừng cho nó thấy. Nó đòi nó hỏi với thuốc màu cam đâu cho nó uống nữa đi. Đó, uống thì quá liều mình sao? Chứ bây giờ nè thì cách cho em bé uống thuốc không 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 phải phức tạp như hồi xưa nữa. Rồi, mấy em kê cái dạng nhũ tương. Nhũ tương nó khác với hỗn dịch cái gì? Dung dịch thì ai cũng biết rồi, nó tan hoàn toàn rồi, còn hỗn dịch là chất rắn không tan trong chất lỏng, còn nhũ tương là một cái chất lỏng không tan trong một chất lỏng khác. Nha, nhớ nó phân biệt. Mà chất lỏng không tan là dược chất các em, nhưng mà nó tại vì nó dạng lỏng. Còn 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 cái dung môi hay là chất lỏng khác là có thể là nước, chất thơm. Nhưng mà cái này mấy em mà để qua đêm á, thí dụ như chai Propofol nè, chai này để tiêm tĩnh mạch đó mấy em, thuốc tiền mê nè mấy em.
Trước khi tiêm mấy em cũng phải lắc, lắc trước khi dùng để nó phân tán đều rồi chúng ta mới chết. Như vậy cái trong câu hỏi trắc nghiệm thì hỏi cái dạng thuốc nào sau đây cần phải lắc trước khi dùng, chứ không phải là dùng xong rồi lắc nha. Đó, câu trả lời là dạng gì mấy em? Hỗn dịch và dạng gì nữa? Nhũ tương. Mấy em nói hỗn dịch không là không có đủ đâu. Hai dạng là siro có cần lắc không? Không cần. Siro không cần phải lắc, nhưng mà siro phải thêm nước thì thôi. Cho nên trong câu hỏi thì thầy đã nói là dạng thuốc nào sau đây cần phải lắc trước khi dùng, cái thầy cho nó A hỗn dịch, B nhũ tương, C là siro, thì cái câu D thầy nói A và B đúng, thì mấy em phải đánh A và B nha. Là những cái đặc trưng cần phải nhớ, thầy sẽ tạo thành câu hỏi để mấy em dễ làm bài. Bây giờ chúng ta qua dạng rắn. Dạng rắn thì nó là dùng đường uống này, có khi đường đặc. Nhưng mà mấy em nhìn lên những cái dạng thuốc mà mấy em sẽ kê đơn cho bệnh nhân uống, mấy em mới coi. Thứ nhất là viên nén. Đây, viên nén nè. Tại sao người ta gọi viên nén không em? Tại vì cái dược chất người ta trộn với tá dược, cái người ta cho ít nước vô, người ta nhào thành khối bột, cái người ta mới nhỏ cái bột này chứ nó không có dính đâu. Người ta cho tơi thôi, ẩm thôi, chứ không phải cái người ta gót cái bột thuốc này nè, nó xuống cái cối, cái trên có cái chày, cái người ta cái máy tự động nó dập xuống nên ta gọi là viên nén đó. Nhưng mà cái lực dập nó không có mạnh lắm đâu, để cho nó tan, chứ nó mà nó cứng quá nó vô nó không tan thì sao. Nhưng mà do một số dược chất nó đắng, người ta phải bao đường, rồi một số dược chất á, thì nó tan ở dạ dày, nó gây kích ứng nên người ta phải bao phim. Bao phim là nó chỉ tan ở ruột thôi, pH bằng 8 nó mới tan. Cũng có dược chất nó tác dụng nhanh quá, người ta bào chế nó, người ta dùng cái khung trơ, người ta bao lại để cho vô cái nó tan từ 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 từ, nên cái viên này nó kéo dài được 24 tiếng đó. Rất nhiều dạng viên nén, cho nên mấy em kê dạng thuốc này nè phải lưu ý những cái gì. Thứ nhất, thường mấy em dược lâm sàng á nó cũng hướng dẫn bệnh nhân hết à, nhưng mà mấy em ghi là thí dụ mấy em cho một cái dạng viên nén nào đó mà mấy em ghi là đừng uống được rồi, nhưng mà dặn bệnh nhân là về không được nhai, nhai cái nó dở cái màng bao phim ra, cái nó hư thuốc này hả. Còn mấy em có cái dạng mà viên nang, mấy em nhìn lên đây nè, nang nó có hai loại nha, nang 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 cứng nè đó, cái vỏ nang là nang cứng nè, viên vỏ nang mà nang cứng người ta gọi là viên capsule đó. Thì cái viên này á, mấy em bên trong là chứa bột hoặc là hạt, hạt thì nó tan ở ruột thôi, nhưng mà vỏ nang này là gelatin, nó gặp nước là nó bể ra liền rồi mấy em nha. Nó bình thường thì nó cứng, nó bảo vệ được dưỡng chất, nhưng mà đỉnh liều rồi nha, đừng có thêm liều gì trong đó chứ. Tại trong giờ vỏ nang là người ta đã cân liều tính toán đúng chẳng à. Nhưng mà khi xuống dày dày cái vỏ nang này nó bể ra, cái hạt thuốc á, bột thuốc nó tuôn ra, rồi vỏ nang này nó không hấp thu, cái nó theo phân ra ngoài luôn rồi. Nó không có độc nữa. Còn phía phía này là nang mềm nè, nang mềm thì nó chứa dạng lỏng ha, thường là viên dầu cá, viên vitamin E, vitamin D. Bây giờ cái dạng thuốc lỏng là thuốc thuốc rắn mà đầu tiên thầy muốn trình bày với mấy em, đó là dạng thuốc bột. Cái dạng thuốc bột á thì mấy em lưu ý với thầy, cái nhà bào chế người ta bào chế là cái bột tơi nhỏ, kích thước nó bằng nhau, nó có cái ray mấy em. Cái người ta cho bột qua cái ray, cái diện tích là bao nhiêu micromet, mấy cái thằng nào mà nó qua được cái ray thì người ta mới đóng, còn cái nào không qua thì người ta mới nghiền lại. Nhưng mà thường thuốc bột người ta bảo quản trong cái giấy nhôm hàn kín rồi. Nhưng mà mấy em, bởi vậy mấy em không bao giờ mấy em biết được cái bột bên trong còn bao nhiêu. Mấy em thường thường mấy em cắt ra cái mấy em chút vô cái ly bỏ nước vô thôi, chứ mấy em đâu có chia đôi được. Cho nên mấy em mà sau này mấy em có kê đơn bằng dạng thuốc bột phải cho nguyên gói luôn. Nguyên gói thì nó có nhiều hàm lượng mấy em, thí dụ như ốc mang tên cho em nó có cái gói 125, 250, 500. Thí dụ như em bé mà 6 tuổi đi, mấy em cho ốc mang tên thì mấy em nói là uống ngày 2 lần, mỗi lần một gói, hàm lượng là 250 vậy đó. Chứ đừng có cho ốc mang tên dạng gói nha, mấy em ghi là gói 10 gói mà hàm lượng mấy em ghi là ốc mang tên 500 mg, uống ngày 2 lần, mỗi lần nửa gói, thì bệnh nhân không thể chia nửa gói đúng được theo ý của mình được, cho nên phải lựa cái gói nào mà 250 uống nguyên luôn nha. Đó là cái lưu ý khi kê đơn dạng thuốc bột.
thứ hai là phải dặn bệnh nhân là phải xé bỏ cái gói bột này ra luôn, để coi nó còn dính ở cái đáy gói hay không, hay là nó sẽ bị thiếu liều. À, một cái điều lưu ý nữa là khi mà mấy em cho uống dạng gói bột á thì mình coi nó có phải dạng hạt hay không. Thí dụ cái RBO này là mấy em RBO, cái này là men vi sinh, đây là những cái vi khuẩn có lợi ở dạng bào tử, nó sống ở trong ruột mình á, nhưng mà do mình uống kháng sinh phổ rộng mà hấp thu kém nó bị tiêu chảy. À, cho nên khi tiêu chảy thì mình mới bổ sung RBO này vô để cho cái vi khuẩn đường ruột này nó phát triển trở lại, nó cân bằng lại. Đó. Nhưng mà trong trường hợp này nè mấy em, ở ruột chúng ta nó có vi khuẩn có lợi có hại, nó sống cộng sinh với nhau và nó nương tựa nhau mà nó sống thôi. Nhưng mà nó ăn những cái chất xơ, khi mình ăn rau muống đu đủ vậy đó, cái nó mới nhả ra vitamin B và vitamin K. Rồi những cái con vi khuẩn có lợi này nè, nó mới ăn vitamin này, nó nhả ra chất nhầy, cho nên nó bảo vệ cái niêm mạc đại tràng chúng ta nó hồng hào, nó trơn tru đó. Anh là bất đây. Má anh đang bệnh, má anh đang nằm ở cấp cứu cũng không biết làm sao, nằm ở một cách tại vì ngày nào hay ngày đó anh biết nào đi cho anh nằm hai tuần nay rồi đang thoải mái anh phải canh tại đó từ luôn anh tới 9 giờ tối mới về là anh có thay. Anh thông cảm mà anh đi anh cứ bước đi mà lại kéo lại mà má anh nhập viện vô, mà nói chung là trong gia đình cũng chuẩn bị tư thế chấp nhận đó, mà mấy ngày nó kháng sinh cũng đã đỡ nhưng mà chưa cai máu được á, rồi đặt ống xong dạ dày nuôi tới ngang yếu. Thông cảm cho anh nha. À, em báo anh tại vì anh cũng không có báo gì giờ tao sẽ có thương biết à. Anh cũng hồi vừa rồi anh cũng muốn lúc má anh chưa nhập viện á, cái vừa rồi thấy suy hô hấp quá anh mới trở vô viện trường mình là đang nằm ở phòng xếp á. Anh là 5 giờ là sáng anh có mặt rồi, cái anh tranh thủ anh dạy, còn trưa anh chạy xuống thì thuốc men rồi cho mình có mình anh nè. À. Mấy chị ở Vĩnh Long thì không qua được, à, có mình anh nè, à, không ai vô được á. Em có gì thông báo thì kia giùm anh ha, tại vì đi xuống dưới cái có gì anh chạy gì không kịp á. Cảm ơn nghe mất. Alo, thầy xin lỗi có cái điện thoại nãy giờ thầy quên tắt rồi. À, lớp còn nghe không mấy em? Thôi thầy tiếp tục. Rồi. Về cái thuốc bột mấy em lưu ý với thầy nè, khi mà mình uống kháng sinh mà phổ rộng mà nó hấp thu hay kém á, ví dụ như ampicillin nè mấy em, tetracycline rồi đó, cái khi mình uống á, thay vì nó vào máu cái nó mới hấp thu vô nó xuống ruột mà nó hấp thu không vào máu không có hết, cái một phần nó xuống đại tràng cái nó gặp những cái hệ vi khuẩn này nó tiêu diệt. Và vi khuẩn này khi mà nó tiêu diệt á thì những cái con vi khuẩn mà có lợi nó nhại nó chết nha, còn vi khuẩn gây bệnh nó kháng thuốc à, cho nên nó còn, cho nên nó mất cân bằng quân số. Ví dụ như hồi trước đây á, là mỗi bên là 10 10 10 tên, thằng bên 10 10 giống như chơi kéo co vậy đó, không ai thắng nó nha, cho nên nó không có gây bệnh. Nhưng mà khi mình tiêu diệt thì cái thằng mà nhại á, nó chết hết 8 con còn có 2 con,
còn cái thằng mà gây bệnh nó còn đủ 10 con, cho nên bắt đầu nó gây viêm ruột. Mình sợ nhất là cái con mà Clostridium difficile đó mấy em, và nó có thể là nó gây viêm ruột kết giác mạc, có thể là tử vong. Cho nên trong cái điều trị á, nếu mà nhiễm con đó thì người ta dùng metronidazole rồi, nhưng mà người ta cũng phải bổ sung những cái vi khuẩn sống mà có lợi á đó vào để nó cân bằng cái hệ vi sinh đó. Thì một trong những cái con vẫn có lợi đó, ví dụ như trên thị trường nó rất nhiều lactobacillus nè, rovio nè của Evic Farm rồi nè. Nhưng mà khi mà mình cho uống cái dạng này, mấy em lưu ý cho thầy á, là nước nó phải đun sôi để nguội đó. Mấy em nhìn lên cái hình ảnh cái ly nước là nó nước nó nước nước lọc đó mấy em, nước đun sôi để nguội chứ không để nước nóng. Tại đây thường thường là tiêu chảy, thường thường là tiêu chảy, mà tiêu chảy thì hay uống nước nóng. Cái thẳng có bình thủy cái gót vô vô tình cái bình thủy nước sôi mà 100 độ C là luộc mấy con này chết hết, tại vì nó dạng bào tử mà, thành ra mình uống vô toàn là sát không, không có hiệu quả. Nhưng mà tại vì nè, khi mình uống phẳng trong đây có hàm lượng là thí dụ như 10, ví dụ như 10 lít thì 6 đi CFU đi đó, nhưng mà vô thì nó còn phải sinh sôi, nó phát triển lên là 10 lít thừa 9 luôn, cho nên là nó dạng sống mà, cho nên phải lưu ý. Mà thật ra mấy con này là ở nhiệt độ nước mà 40 độ C là nó chết rồi, chứ đừng nói nước sôi. Hãy lưu ý cái cách dùng dạng thuốc nang. Dạng thuốc nang thì mấy em lưu ý với thầy, thứ nhất là nang cứng hay là nang mềm. Thì dù là vỏ nang nó đã phân liều rồi, nhưng mà phải lưu ý với thầy cái là không được rút ra. À, mấy em rút ra là nó mất đi cái liều lượng. Chứ mình uống vô thì tới ruột là cái vỏ nang là nó bể ra liền mấy em, nó bể ra liền. Mà khi nó bể ra thì cái vỏ nang này nó không hấp thu, nó theo phân ra ngoài luôn rồi. Quan trọng là cái bột với cái hạt thuốc thôi. Nhưng mà cái vỏ nang này đi ngang thực quản á, nó sẽ bị dính. Tại vì gelatin mà nó gặp nước giống như hồ, và nó có thể là gây viêm thực quản. Cho nên là ở đây chúng ta lưu ý cái điểm này. Lưu ý cái điểm này. Cho nên thường thường mấy người lớn tuổi uống viên nang khó lắm em. Thà là uống cái viên nén thì nghiền nha. Thường á. Nhưng mà vỏ nang này muốn cho nó trơn được á, thì phải ngậm với nước trước. Đó, rồi nuốt cùng với nước, chứ đừng có ít nước nó sẽ dính. Tại phải lưu ý cái cách dùng. Viên nén. Thì viên nén em lưu ý với thầy, nén nó không có bao thì dễ rồi, dạng uống rồi. Nhưng mà nén mà nó có bao phim, bao đường, hoặc là nó cái khung để phóng thích chậm, thì mình lưu ý với thầy là không được nhai. Nhai là nó hư thuốc. Viên nén ngậm thì dễ rồi, nó không có bao phim, bao đường gì hết. Đây ngậm nó tan, nó tan từ 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 từ, cái nó hấp thu vào những cái mao mạch ở dưới lưỡi hoặc là bên hông má nha. Rồi viên ngậm dưới lưỡi thì hồi nãy thầy cũng có trình bày rồi, nhưng mà mấy em có dạng viên nén sủi bọt, mấy em thấy rất rõ như viên Upsa-C nè, Beruca mấy thuốc mà vitamin nè, hoặc là Effac lên răng là paracetamol sủi bọt nè đó. Thì cái dạng thuốc này thì lưu ý là cái cách dùng á, mấy em ghi rõ trong cái ghi rõ trong cái đơn thuốc luôn ha, ghi rõ trong cái đơn thuốc luôn là phải bỏ viên thuốc này nè vô cái ly nước hòa tan, nó trở thành dạng dung dịch rồi mới uống. Chứ nhiều người bỏ viên rồi nuốt trọng vô là nó sâu trong dạ dày luôn à đó. Nhưng mà viên ép răng này nè mấy em bỏ vô trong vòng 30 giây nè ha, nó tan nhanh lắm, và CO2 nó thổi lên đó, CO2 nó thổi lên không khí hết rồi. Mình đợi hết sủi bọt nha, nó uống chứ nó đang sủi bọt mình uống vô vô tình nó chướng bụng à, CO2 nó chướng bụng. Nhưng mà phải lưu ý cho thầy cái điểm này. Thứ nhất là dược chất nó là paracetamol rồi. Dược chất là paracetamol rồi. Nhưng mà tái dược của nó là natri bicarbonate. Mà natri bicarbonate á, trong đó nó có axit citric, axit tartric. Nhưng mà axit gặp bao giờ thì nó phản ứng ngay, nhưng mà tại vì mình ở đây là môi trường khan, là không có nước, cho nên hồi trước đây người ta bào chế dạng vô tiếp nhà nè mấy em, cái mình cho bệnh nhân uống mỗi lần lấy một viên, cái không khí mà nó ẩm vô cái nó hút ẩm vô cái có nước cái nó hư thuốc liền, nó nhanh lắm. Cho nên bây giờ người ta bào chế là vô cái dĩ nhôm, mỗi viên á, là một viên vậy đó,
xé từng viên uống thôi, nên bảo quản nó dễ hơn. Nhưng mà khi giảm nước thì hoạt chất là paracetamol nó phóng thích ra thì dễ rồi, nhưng mà tái dược của nó phản ứng với nhau thì natri bicarbonate là NaHC3 cộng với axit citric thì nó ra muối natri citric, natri tạp chát á, và nó hấp thu vào máu, nó giống như muối natri clorua giống em, cho nên nó gây phù giữ nước. Cho nên cái dạng thuốc này mà những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp nè, có suy thận giữ nước, hạn chế sử dụng, nếu uống uống nhiều nó sẽ tăng huyết áp. Cho nên trong cái câu hỏi trắc nghiệm á thì phải lưu ý cho thầy, thứ nhất là phải lưu ý cái điểm gì, là thầy nói là cái dạng thuốc nào sau đây hạn chế sử dụng cho bệnh nhân tăng huyết áp, suy thận, phù giữ nước, thì cái câu trắc nghiệm em phải đánh là viên viên nén sủi bọ ha. Rồi có dạng viên nén nhai là viên ma lóc đó em, nếu mình nhai trước khi uống thì là dễ rồi, nhưng mà viên bao phim, viên phóng thích chậm thì không được nhai. Cái viên nén đặc, viên nén mà tác dụng kéo dài nãy thầy nói đó không được nhai nha, nó kéo dài có thể là 24 tiếng, có thể là 12 tiếng. Cho nên khi kê đơn mới lưu ý những cái từ ở phía sau á, mấy em lưu ý như này á, cái từ phía sau trong cái bài giảng, trong cái cuốn sách là nội dung thi hay là cái trọng tâm nó nằm trong cái cuốn sách hết vậy mấy em. Tuy nhiên có một số like thầy có thể bổ sung để cho mở rộng. Rồi thầy có điện thoại nhé, tại vì cái sách dược lâm sàng 2 mới thành phố Hồ Chí Minh mới gửi về, có sách để cho mấy em, hình như mấy em chưa đủ sách hả? Sáng nay có sách rồi đó mấy em nha. Rồi thầy tiếp tục ha, thì cái này thầy minh họa thêm một số vấn đề để thầy nhắc nhở, thì sau này mấy em sử dụng thuốc kê đơn á, mấy cái công ty dược người ta, mấy em mà trình dược viên hay là nó mấy em đi hội nghị hội thảo á, mà mấy em kê đơn mấy em lưu ý cái chữ phía sau á, ví dụ như Adalat, Adalat là nifedipine đó mấy em nha, thuốc hạ áp đó, đó chặn canxi đó, thì mấy em lưu ý cho thầy chữ NLA phía sau, có Adalat không có chữ NLA, cho nên là nó phải NLA nó viết tắt chữ long actin là tác dụng kéo dài đó. À, thường viên này người ta hay cho ngậm, hoặc là beta lock là misoprolol đó, là beta blocker đó mấy em, chặn beta đó, hạ áp, nhưng mà có chữ giót, có loại không có chữ giót, cũng mùng một công ty luôn nha, có chữ beta lock không có chữ giót, có công ty rồi thuốc nó mới ra là có chữ giót, nó cho bác sĩ người ta lựa chọn thôi, nhưng mà chữ giót nó viết tắt chữ zero order kinetic là dược liệu học bậc không á mấy em. Uống cái này thì cái liều khoảng liều 25 thôi, còn em uống beta lock mà không có chữ giót là liều 50, mà liều 50 phải uống ngày 2 lần, trong khi beta lock giót mà ngày 25 thì uống ngày con lần, bởi vì nó duy trì được 24 tiếng nhưng mà nó hơi mắc ha, và nồng độ nó luôn ổn định ha, luôn ổn định và nó không có tác động lên cái beta 2, cho nên nó không có chống chỉ định trong trường hợp bệnh nhân bị hen phế quản. Hoặc là Voltaren, Voltaren là gì mấy em, là diplo đó, diplofenac đó, đó là kháng viêm non-steroid, nhưng mà nó có chữ SE đó, có nghĩa là phóng thích chậm, nó có bao phim phóng thích chậm, cho nên khi kê đơn này thì mấy em cho một ngày một lần thôi,
Đó. Còn cái thằng nào không có thì mình có thể ngày 2 lần, dân dân thì lưu ý những cái dạng thuốc phía sau ha. Rồi dạng thuốc tiêm thì dạng thuốc tiêm em lưu ý cho thầy cái là tiêm nó có gì là lưu ý cho thầy là nãy thầy có nói đó là tiêm dưới da nè, tiêm bắp nè, tiêm tĩnh mạch nè, đó, dân dân. Nhưng mà trong cái dạng tiêm mà mấy em lưu ý là cái thuận lợi á, là nó hấp thu nhanh rồi, nó tác dụng nhanh rồi, tại tiêm tĩnh mạch nó không hấp thu, nó vào thẳng luôn đó. Nhưng mà lưu ý khi cái đơn á ha, cái đường dùng, ví dụ như dung dịch tiêm dầu thì chỉ tiêm bắp thôi, không được tiêm tĩnh mạch, à tiêm tĩnh mạch là nó nghẽn mạch đó, bệnh nhân nguy hiểm chẳng hạn. Nhưng mà cũng có dạng tiêm mà bột pha tiêm đó, bột pha tiêm mấy em phải cho cái dung môi vào lắc cho nó tan hết rồi mình mới rút chích, thì phải lưu ý khi chỉ định. Còn mình muốn mua, mình muốn đưa một cái lượng thuốc lớn vào cơ thể bệnh nhân thì mấy em chỉ có truyền ha, tiêm truyền tĩnh mạch đó, thí dụ như truyền nước muối sinh lý, gluco nhân dân, hoặc là những cái đạm hoặc là albumin thì mình truyền. Bây giờ chúng ta qua cái thuốc dùng ngoài. Đầu tiên á, là cái thuốc nhỏ mắt. À, trong cái thuốc nhỏ mắt thì mấy em lưu ý cho thầy là mấy em có cái dạng lỏng ha, nhỏ mắt cũng có dạng dung dịch và hỗn dịch. Hỗn dịch này hồi nãy thầy có nói rồi phải không, là một cái chất rắn không tan trong chất lỏng. Nhưng mà dạng hỗn dịch này là mình cũng phải lắc trước khi nhỏ ha, lắc trước khi nhỏ mắt. Nhưng mà thường là người ta đóng 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 chai mấy em, thì cái thể tích là khoảng khoảng 50 lít chứ không có nhiều hơn được. Ngoại trừ cái chai mà nước mắt nhân tạo thì nó có chai 10. À, còn những cái thuốc mà điều trị á, thí dụ như kháng sinh á, thì phải 5 thôi. Tại sao phải 5 mấy em? Thứ nhất là khi mình mở nắp ra mình sử dụng thì không được để quá 1 tháng, nó sẽ bị ô nhiễm liền. Hết chai thì phải thay chai khác chứ không được đóng nhiều hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng là kháng sinh nó phải thấm đều trên giác mạc. À, nó phải thấm đều trên giác mạc bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân mới mổ mắt thì cái vết mổ nó nằm phía trên, ở trong mà ở trên á. Nhưng mà khi nhỏ này nè, cái giọt giọt kháng sinh này nè, nó phải lắng đọng xuống hố mắt. Nhưng mà hố mắt chúng ta chỉ chứa được từ 1 đến 2 giọt thôi. Cho nên khi mà kê đơn á mấy em, thì mấy em kê đơn á là mấy em kê là nhỏ là ngày 2 lần đi, nhưng mà mấy em ghi rõ luôn nhỏ ngày 2 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 giọt, 1 đến 2 giọt. Thì 1 đến 2 giọt á thì mấy em lưu ý cho thầy cái chỗ là mấy em ghi là 3 đến 4 giọt, thì 3 đến 4 giọt á thì nó sẽ trào ra, nó hao hao thuốc ha, nó sẽ trào ra, nó hao thuốc. Cho nên ở đây mấy em lưu ý cho thầy cái điểm này nè, là thuốc á, thứ nhất là nó phải thấm đều trên giác mạc, mà không khi thuốc nó lại trôi xuống hố mắt. Cho nên khi mình nhỏ xong á, mình lấy cái ngón trỏ đây nè, đó, mình đẩy cái mí này lên để cho thuốc nó lên đó, mình xoay xoay nhẹ nhẹ thuốc nó lên, nó thấm lên, xoay nhẹ nhẹ thôi nha, mình đẩy mạnh cái chừng nó ảnh hưởng đến vết mổ người ta chẳng hạn. Thứ hai là thuốc nó sẽ theo cái tiếng lệ nó rớt xuống cổ họng, mà nó theo tiếng lệ mà nó rớt xuống cổ họng á thì nó mà hao hụt, mà nó hao hụt á thì thiếu cái nồng độ kháng sinh. Cho nên thường mấy em lấy cái ngón trỏ mấy em chấn ngay cái khóe mắt nè. À, mình chấn ngay cái khóe mắt thì nó đóng theo 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 khóe mắt. Thì mình lưu ý cho thầy cái điểm mà mình ấn trong khoảng 10 giây thôi mấy em. À, ấn nhẹ nhẹ lên để chặn, đã chặn thuốc nó xuống. Thường thường mấy em nhỏ thuốc hay nuốt nước miếng nó bị đắng phải không? Đó, nuốt nước miếng nó bị đắng. Cho nên là chúng ta hạn chế. Thứ ba là mình lưu ý có một cái như nè. Nhiều khi mình nhỏ mới có nửa chai thôi, bắt đầu có một lần nó kích ứng. Kích ứng giống như bà bị bụi vô mắt vậy đó, cái nước mắt nó tăng tiết. Mà nước mắt nó tăng tiết á thì nó trôi thuốc ra. Trong trường hợp đó chúng ta rửa mặt ha, chúng ta phải rửa mặt, rửa cho sạch rồi lại nó khô rồi chúng ta nhỏ lại thì không bao giờ bị kích ứng. Đừng có giục chai thuốc nha, tại vì nếu mà nó kích ứng mà nó dị ứng là ngay ban đầu đã bị rồi chứ không đợi nữa cha. Rồi mấy em cái thuốc nhỏ mắt á, ngoài ra mấy em có cái dạng thuốc mỡ bôi mắt. À, thuốc mỡ bôi mắt thì thuốc mỡ bôi mắt thường thường là kháng sinh, ví dụ tetraxetilin. Thì cái cách mà mấy em tra mắt á
là mấy em thấy có ngón tay trỏ nè, mình kéo cái mi mắt phía dưới nè để nó lộ ra cái kết mạc, cái mình mới bôi bôi một cái đoạn thuốc khoảng 2 cm thôi đó, bôi. Mà lưu ý khi mà mấy em buông cái này ra thì đừng có chớp cái mắt này xuống, mấy em chớp xuống cái nó đè cái thuốc này nè, nó trào ra ngoài ha, nó trào ra ngoài nó lãng phí. Thường là mấy em có thể mấy em bôi xong mấy em đừng có chớp mạnh, và mấy em đẩy cái này lên, đẩy cho nó thấm đều lên chứ đừng có nhắm mắt xuống. Nhưng mà người ta cho 2 loại thuốc thì khoảng 10 phút sau hả nhỏ, hoặc là hả cha cái loại thuốc khác. Nhưng mà tra cái này thì mấy em kê đơn á, lưu ý cho thầy là khi bệnh nhân tra lúc mà giấc trưa, người ta nghỉ nghỉ trưa hoặc là tối á, chứ giờ làm việc hoặc là đi đường mấy em tra thì nó mờ mắt ha, nó mờ mắt nó không thấy đường đi. Nhưng mà tại vì là mấy em cho thuốc mỡ thì nó hơi bất tiện, là nhiều khi nó dính nó dơ á. Nhưng mà trong những trường hợp bệnh nhân bị loét giác mạc á mấy em, mấy người mà bị đau mắt đỏ rồi ví dụ do siêu vi rồi nó làm loét giác mạc xây xước, mấy em chớp cái nó cọ trên cái giác mạc nó làm cho mình đau á, thì thuốc mỡ này nó làm cho trơn nó không có đau ha. Cho nên thường mấy em cho là trong những trường hợp đó. Thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ mũi á thì mấy em lưu ý cho thầy á, thì khi mình nhỏ mũi thì cái chai đầu đầu chai thuốc đừng có đụng vô cái cánh mũi, ví dụ trong đó mà có dịch mũi thì nó hút vô cái chai thuốc là chúng ta bỏ chai thuốc ha, phải phải để cao cao. Và thường thường người ta nhỏ rửa mũi thường thường hay dùng cái nước muối sinh lý thôi ha. Mình thí dụ như mấy em mà rửa mũi bằng nước muối sinh lý, mấy em nhỏ vô cái mũi trên thì mấy em bệnh cái mũi dưới mấy em hỉ đó, rồi đổi bề vậy đó. Thường thường nghẹt mũi thì nó có thuốc co mạch, là nghẹt mũi đó mấy em, thí dụ như otrivin nè, naphtalsulin này nè. Nhưng mà lưu ý cái thuốc co mạch này là những bệnh nhân tăng huyết áp, cái chừng nó lên huyết áp á. Thứ hai là không sử dụng lâu dài, đó là thuốc điều trị triệu chứng. Thứ ba là trẻ sơ sinh không được dùng. Naturin thì nó có cái nồng độ thấp dùng cho trẻ em, nhưng mà trẻ sơ sinh không có dùng. Nha. Thường là chúng ta nghẹt mũi chúng ta nhỏ thì nó giải quyết được cái triệu chứng, nó giải quyết được cái triệu chứng. Đó. Thì phải lưu ý, tại vì nghẹt mũi mà mấy em ngủ ban đêm khó lắm, mấy em nằm nghiêng thì nó thông ở trên, nó nghẹt ở dưới, cái đổi bề nó cũng vậy luôn, nằm tới sáng. Nhưng mà nhỏ này vô chúng ta ngủ ngon nha. Rồi dạng thuốc mỡ, dạng thuốc mỡ thì mình lưu ý cho thầy, dạng thuốc mỡ á, thì khi mình thoa lên á thì giống như dạng cao dán nãy thầy nói á, để nó thấm sâu vào bên trong á thì chúng ta lấy tay chúng ta chà sát nha, chúng ta chà sát để nó tăng cái hấp thu giờ lên đó, phải lưu ý cái điểm đó. Tăng hấp thu thuốc dán cũng vậy luôn, nhưng mà lưu ý cái trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh, thì cái lớp keratin nó rất là mỏng manh, cho nên dù là mình có sử dụng thuốc tại chỗ mỡ hay là cao dán nó cũng hấp thu vào máu, nhất là corticoid nó có thể gây tác dụng phụ toàn thân ha, trên trẻ em. Thuốc dán cũng vậy, phải lưu ý ha. Rồi thuốc đặc thì mình kê đơn những cái dạng thuốc đặc, em lưu ý những cái điểm này. Thứ nhất á, là đặc nó có tùy theo cái bệnh, ví dụ như mấy em cho đặc trực tràng hoặc là đặc âm đạo. Nếu mà thuốc đặc trực tràng thường là thuốc có tác dụng toàn thân, ví dụ như là hạ sốt, có ép hàm răng, thuốc chống nôn, metoclopramide. Còn tác dụng tại chỗ tại trà trực tràng á thì mấy em có thuốc trị bệnh trĩ, nó cầm máu, nó giảm đau. Nhưng mà cái dạng thuốc này mình thường thường người ta bảo quản ở ở lạnh, tại vì mấy em để ở nhiệt độ phòng này cái viên thuốc nó nhão, nó mềm liền, cho nên mình để trong tủ lạnh cho mát. Còn ở nhà mà không có tủ lạnh á thì mình mua về mấy em bóp nó mềm nhão quá thì phải bỏ vô cái cục nước đá trong cái bọc khoảng 5 10 phút, nó đông lại nó cứng như nước đá chúng ta mới đặt. Ở đây nó có cái rãnh mấy em, thì mình xé cái rãnh này ra, cái mình đặt cái đầu nhọn vô hậu môn, ngón tay cái mình để cái đầu bằng này mình đẩy vô nha, đẩy vô cho nó vừa ngập thôi nha. Mấy em mà đẩy vô sâu cái nó theo cái mạch trực tràng trên á, cái nó vào gan, nó chuyển hóa, nó mất năng lượng thuốc. Còn nếu mà nó vừa ngập thôi thì nó tan nhanh lắm mấy em, ở nhiệt độ là trên 35 độ C là tan rồi, thân nhiệt mình là 37, mà mấy thuốc hạ sốt là người ta phải 38 38 rưỡi trở lên thì đặt nó tan nhanh lắm đó, rồi nó hấp thu vào máu nó hạ sốt. Nhưng mà khi nó vô rồi đừng có thăm nha, cố định nó khoảng 10 phút, 5-10 phút là được rồi. Tại mới đặt mà mấy em mà mở ra mấy em xem nó khóc nó gặn thì viên thuốc nó sẽ văng ra lại, phải lưu ý cái điểm này.
À, tại sao nó gọi là thuốc đạn mấy em? Tại vì cái hình dáng nó giống viên đạn nên ta gọi là thuốc đạn. À, viên nghiêm mấy em có dạng thuốc là gọi là thuốc trứng đó mấy em. Thường thường thuốc đặc người ta đặt cũng nó cũng có bất tiện là cái vị cái vị trí với thời điểm. Thường mấy người bệnh chỉ người ta đặt, người ta cũng hay đặt vào ban đêm đó. Chứ ban ngày chúng ta đặt rồi chúng ta đi thì nó chảy. Có dạng thuốc trứng thì hình dạng nó giống như trứng gà, trứng vịt nên ta gọi là thuốc trứng, nhưng mà dạng này chủ yếu là người ta đặt âm đạo trong những cái bệnh lý phụ khoa đó, nhiễm nấm rồi đó thì người ta đặt. Đừng có dạng thuốc đặc mà mấy em ghi là uống nha. Thuốc trứng mà mấy em ghi uống ngày 2 lần mỗi lần một viên là không được rồi, đặc. Rồi dạng mà phun mù, tóm lại cái dạng phun mù này nó có 3 dạng mấy em. Thứ nhất là dạng xịt, xịt định liều, nó có dùng cái chất đẩy. Dạng 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 xịt này nè, có dùng cái chất đẩy khi chúng ta bóp cái nó có cái lực nén nó phun thuốc ra rồi chúng ta hít vô sâu vô phổi. Thứ hai là dạng bột khô. Bột khô nó không có chất đẩy mà em cần phải có lực hít mạnh hơn. Và cuối cùng là dạng phun khí dung. Cái dạng mà phun khí dung á, thứ nhất á là thầy nói cái dạng mà hít. Đây là cái hình dáng cái dụng cụ bình hít thuốc, nó nằm trong cái lọ này nè đó, mình gắn vô cái dụng cụ. Thì cái dạng mà mình xịt định liều mà phun để mình ấn để có lực đẩy mình hít á, thì cái cách dùng nó cũng phải phải có kỹ thuật. Mấy em biết ở đây nó có cái rãnh này thấy không, thì ngón tay cái phải để đúng cái rãnh này nè, còn ngón trỏ thì để phía trên đây nè, ngón trỏ cầm như tư thế này nè. Đầu tiên là mình tháo nắp nó ra nè, cái nắp đậy nè tháo ra, sau đó mình lắc theo chiều đứng nha đó. Mấy em nhìn ở đây nè, lắc từ trên xuống rồi đứng đó. Bước 2, bước 3 là mình phải thở ra nha, bước 3 phải thở ra. Bước thứ tư là mình ngậm lại, ngậm cái môi nè mấy em đó. Cái lưỡi đừng có đưa vô cái lỗ thổi nha đó, ngậm. Rồi bước thứ năm là quan trọng nhất nè, là bước thứ năm á là mấy em mà bước thứ năm á là mấy em bước thứ năm á là mấy em phải hơi ngửa đầu ra phía sau. Thường thường mấy em ngửa lên mấy em thấy cái trần nhà là được rồi. Ngửa đầu ra. Và cái động tác mà mình hít phải chậm mà sâu. Hít chậm mà sâu. Đó, chậm mà sâu. Đồng thời ấn cái xuống nha. Cái động tác hít với động tác mà ngón trỏ mình ấn xuống á là nó phải đồng thời. Và hít sâu càng nhiều càng tốt. Nhưng mà ấn một lần thôi nha, một lần là một liều đó. Cho thường mà mấy em ghi vô cái đơn thuốc là hít ngày 2 lần mỗi lần một nhát đó. Còn mấy em ghi là hít ngày 2 lần là mỗi lần một nhát, thì cái lần thứ nhiều khi mình cho hít lần cái 2 nhát đó, thì phải nghỉ 10 phút, nghỉ vài phút ha, nghỉ vài phút rồi mình mới hít lại. Sau bước thứ 6, sau khi hít xong á, chúng ta lấy ra chúng ta ngậm ngậm miệng lại, nín thở có thể là trong vài giây, có thể là 10 giây. Nhưng mà nếu mà cái bình xịt này mà có cọt corticoid á, thì khoảng 10 phút sau phải rửa họng lại bằng nước mưa, nước nóng, nước ấm á. Rửa họng bằng cách này nè mấy em. Cho một cái nước ấm vô họng, cái ngửa cổ lên, mình khà, mình rửa cái cổ họng. Chứ không phải là mình xúc 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 miệng giống như đánh răng nha. Quan trọng là rửa cái cổ họng, tại vì nó có corticoid, nó có thể gây nấm candida. Nó có thể gây gây nấm candida, cho nên phải lưu ý cái chỗ này. Còn cái dạng mà bột khô, dạng bột khô này thì cái dạng này nè mấy em mà mấy em ấn mấy em xịt á, mấy em không có biết là trong đây nó còn nhiều hay ít. Thường thường ta hay đi tháo ra, người ta bỏ vô ly nước, nếu mà nó chìm thì là mới, mà nó nổi kiểu này là hết thuốc nè. Hoặc có thể là mấy em gạch nè, mỗi lần xịt cái đó, em lấy cây bút lông em gạch lên cái chai, gạch rồi đếm cho nó còn thuốc hay không. Còn cái dạng mà bột khô thì nó có cái liều, mỗi lần mấy em lên liều cái là nó trừ từ từ. Ví dụ như simbicort nha, simbicort này là một cái chủ dẫn beta 2 là phosmoterol cộng với corticoid budesonide.
Thằng này thì nó thí dụ như nó có cái chai là 160 hoặc là 80, 160 liều hoặc là 80 liều, cái chai mắc lắm em, một chai vậy là gần 500 ngàn á. Đầu tiên là mình tháo nắp ra, tại bên trong là bột rồi. Sau đó mấy em cầm cái tay trái á, thì cầm cái thân của cái chai, còn tay phải là cầm cái đế. Cái mình mới xay, mình dặn cái nút đỏ đỏ này nè theo chiều kim đồng hồ cho nó cứng. Rồi sau đó mình trả ngược lại, mà khi mình trả ngược nghe cái rắc cái ha, nghe cái cách cái coi như thuốc này lên. Nhưng mà dạ, mỗi lần xịt thì dặn một lần thôi nha, đừng có dặn nhiều lần, nó lên thuốc nhiều quá bệnh nhân có thể là bị độc tính. Sau đó bệnh nhân thở ra rồi ngậm cái môi lại rồi ngửa cổ ra sau bắt đầu hít, giống như động tác kia. Nhưng mà ở kia đó là động tác vừa ấn vừa hít, còn này là mình không thể ấn nữa tại mình lên rồi. Nhưng mà ở cái phần mà hồi nãy xịt định liều á, hít chậm mà sâu, còn này hít nhanh và dứt khoát, nó khác nhau cái thì đó. Tại vì thằng kia á, là mình ấn nó có cái lực đẩy nó phun ra rất là mạnh rồi, cho nên chỉ cần hít từ từ mà gắn sâu vô càng lâu càng tốt. Còn này nó không có lực đẩy, nó phải nhờ cái lực hút, cho nên hít phải mạnh, làm cái rột thuốc nó phải vô cổ họng đó, nó xuống phổi phải nhanh và dứt khoát. Rồi sau đó lấy ra thì mình chùi cái chỗ ngậm. Nhưng mà nhưng mà lưu ý cho thầy là khi mình ngậm giữ thuốc lại trong khoảng 10 giây giống như cái thằng ban đầu là được ha. Đó là còn mấy em có cái dạng bột mà dạng viên nén, mấy em có kia là bột nó sẵn trong cái bồn chứa rồi. Còn cái dạng mà hand inhaler mà mấy em kê đơn á, mà cho bệnh nhân cái dạng mà viên nén nào ở viên nang á, thì cái phần này thì cái cách dùng nó cũng không có khác gì, cái dụng cụ nó hơi khác một chút thôi. Đầu tiên là mình tháo cái nắp trắng trắng này nè, bật ngược ra phía sau. Cái này mà cái nắp trên thì mở ra bên đây, còn nắp này mở ngược qua đây. Cái mình xé cái viên thuốc nang á, nang này nang cứng nha, cái mình bỏ vô cái lỗ ngay đây nè, nó theo chiều thẳng đơn thẳng đứng, cái viên thuốc này nó nằm ở bên trong rồi nè. Cái mình đậy cái nắp này lại, cái nắp trắng này nè, mình đậy lại nghe cái cách gá nha, là nó vô khớp rồi, còn không nghe là có dừng thuốc nó bay ra ngoài. Sau đó dùng ngón tay cái mới đẩy cái này vô, là cái này là cái dao nó gạch viên thuốc ra, khỏi cần lắc vậy nha. Cái mình bệnh nhân phải thở ra, cái môi ngậm cái này lại, cái ngửa cổ ra sau mới hít sâu vô hít mạnh nha và dứt khoát, thì thuốc nó mới vào trong được cái phế quản. Đó là cách. Thì cái dạng thuốc thì thầy hướng dẫn để cho chúng ta có sự lựa chọn thuốc, như là cách sử dụng cho nó an toàn, thứ hai là nó hiệu quả. Bài số 2 chúng ta nghỉ giải lao tới 9:15 nha mấy em nha, mấy em nghỉ 10 10 9:15 đi, 9 giờ, bây giờ là 9:04, nghỉ 10 phút 15 phút vậy đây ha, mấy em nghỉ chút xíu rồi chúng ta vô bài số 2. Là bài số 2 là thuốc, sử dụng thuốc trong điều trị trào ngược về thực quản. Có gì mấy em liên hệ bộ môn mình nhận sách nha mấy em.